Ngồi đi em trai. Mời nhà gái. Rồi, chào cô gái. Nhà gái cách có cái hàng rào tình yêu thôi. Nói lớn lên giới thiệu về mình cho nhà gái nghe đi nào. Dạ xin chào anh Quyền Linh. Chào em. Dạ, em tên là Nguyễn Minh Kha, em sinh năm 1994. Hiện tại thì em đang làm giáo viên và làm thêm công việc bất động sản. Dạy môn gì? Dạ, giáo viên dạy tiếng Anh. Hiện tại thì em đang sống ở quận 7. Ở trọ hả? Dạ đúng rồi. Quê ở đâu? Dạ quê em ở Tiền Giang. Dạ. Quyền nào Kha? Dạ ở huyện Gò Công Đông. Gò Công Đông. Bây giờ nhà gái giới thiệu về mình cho nhà trai nghe nè. Dạ em tên là Lê Huỳnh Mỹ Duyên ạ. Em sinh năm 97. Hiện đang sống và làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh. Hiện tại thì em là quản lý thư ký dự án ạ. Tư vấn giám sát thi công ạ. Dự án gì? Dạ mấy cái công trình xây dựng đó chú. Hợp với tôi luôn. Bên tôi làm bất động sản hợp với luôn rồi đó. Đó, hợp lý. Hợp lý luôn. Em sống ở quận mấy cơ? Dạ em hiện tại đang sống ở quận 7 rồi. Trời ơi, sát bên. Trời. Chỗ nào Kha nói đi Kha. Dạ em ở bên đường 79. Đường 79. Rồi bên nhà gái là phường mấy? Dạ phường Tân Thuận Tây, đường Huỳnh Tấn Phát chị. Cũng sát bên. Sát bên. Mời nhà gái cho chúng tôi biết ưu điểm khuyết điểm. Dạ đồng nghiệp thì nhận xét em là người hòa đồng, dễ mến. Rồi em cũng ít khi nóng giận. Em thì khá là độc lập tự chủ. Nhưng mà em có một cái yếu điểm là em không có biết nấu ăn. Nhỏ lớn nhà ba má nấu không phải không? Dạ. Lấy chồng chồng nấu cho. Mình có khuyết điểm gì không cô gái? Em thì hơi bị nam tính đó chị, cho nên là đến giờ vẫn còn độc thân. Em thì hơi bị nam tính đó chị, cho nên là đến giờ vẫn còn độc thân. Mạnh mẽ đó, độc cá lập tính. Tự chủ mà. Đúng rồi. Đó. Sao Kha mình nè? Điểm mạnh của em là có lòng kiên trì, siêng năng. Cá tính của em thì nói chung thì cũng giống như bạn luôn, độc lập tự chủ, mọi vấn đề là em đều xử lý được. Rồi, hợp lý. Qua nhà trai tôi thấy được không? Dạ nhà trai hợp lý rồi, nè. Nhà trai tôi độc lập tự do. Hình ảnh bên ngoài là ok luôn. Dạ, nhà trai biết nấu ăn không? Ở chợ chắc biết mà hả? Em đi làm gần như là cả ngày luôn, cho nên là em linh hoạt. Nói đại không biết nấu ăn luôn đi. Gặp quán nào thì em vô em ăn. Rồi coi như không biết nấu ăn luôn đó. Không sao, mai mốt đi về nhà. Dạ, gái có bà ngoại được. Nấu. Ông ai tôi hay thiệt. Bây giờ là tôi muốn biết nhà gái đường tình duyên sao để nhà trai tôi tính nè. Dạ thì con chỉ có một mối tình hồi học cấp 3 thôi ạ. Có quen được vài tháng là hết rồi. Dạ khác trường vậy, nhưng mà quen trên mạng xã hội. Thì sau đó thì cũng không có mối nào. Chưa có sâu đậm gì hả? Dạ đúng rồi. Bây giờ nhà trai hãy nói cho chị Ngọc Lan biết là em bao nhiêu mối tình rồi. Dạ thưa chị Ngọc Lan, thì em hiện tại thì em có hai mối tình. Mối tình đầu tiên á thì quen hồi mới ra trường. Thì em đi dạy kèm thì người đó giới thiệu cho em cái lớp đó. Rồi sau đó là hai người quen nhau. Dạy kèm xong kèm ta luôn á hả? Kèm người ta luôn đúng không? Em kèm luôn, gần một năm. Thì lý do chia tay đó là có người thứ ba xuất hiện. Thì em, cá tính em thì muốn rõ ràng, em muốn phân định rõ ràng luôn. Rồi, đúng. Rồi em xin rút lui. Đúng. Mối tình thứ hai thì bất đồng quan điểm. Nói chung bạn đó thì cũng khó. Sai lầm của em là thiếu quyết đoán. Lúc đó là do cái điều kiện kinh tế nó không có. Thì cho nên là mình cũng nắm tay người khác đi, mình cũng không có tự tin. Với lại cô ấy thì sống muốn về quê, về Bến Tre á. Còn mình thì ở muốn làm ở Sài Gòn. Cho nên thì kêu em đi á thì nói chung cũng ảnh hưởng tới cái công việc của em. Vậy là em không muốn đi, đúng không? Dạ. Bây giờ muốn có một cái người yêu mới nè, nó như thế nào nè, nói cho chị Lan nghe. Bạn của em á thì trước mắt là ưa nhìn tí là được rồi. Biết lắng nghe, tôn trọng, chia sẻ. Biết lắng nghe, chia sẻ thì chị nghĩ là bên này làm được điều đó. Dễ ẹt có gì đâu. Nhìn là thấy, không nhìn cũng thấy. Rồi bây giờ cô gái của chúng ta có mong muốn về một người đàn ông của mình như thế nào? Với em thì mong muốn là bạn nam cao trên 1m7 à. 1m7 không? 1m7 65 thôi. 65 gì? 65 mà. Mang giày lên mang giày không sao đâu. Bạn thì ngoài hình gọn gàng sạch sẽ, với lại là tính cách hòa đồng dễ chịu, không có cấu gắt. Ngoài ra thì không hút thuốc, không có tứ đổ tường. Thầy giáo không đứng gì đâu. Thầy giáo hút thuốc không? Dạ không. Tứ đổ tường không? Dạ không. Rồi ngon lành, hợp lý ha. Chị có hơi thiếu chiều cao chút xíu mà cái đó mình bỏ qua được. Chiều cao cũng quyết định gì đâu. Mình đi với ai? Em đi với mẹ, đồng nghiệp và bạn bè. Dạ, con chào nhà gái. Rồi. Chào MC Quyền Linh. Dạ, chào nhà gái. Ngọc Lan. Cô thấy con rể tương lai sao cô? Hả? Cô là mẹ của Lê Quỳnh Mỹ Duyên. Dạ. Con cũng được, cũng hiền lành. Có gì thì hai đứa tạo cho có cơ hội quen cũng được. Nếu mà được thì ưng luôn, ok luôn. Thì em là bạn của Lê Huỳnh Mỹ Duyên. Bạn bên đây á thì
dù cái tiêu chuẩn á đưa ra của bạn em á nó hơi cao so với các bạn bên này, nhưng mà đổi lại thì nhìn bạn này có vẻ là thật thà, là một người trưởng thành á thì biết suy nghĩ, thì nếu như được thì em cũng có thể đồng ý tìm hiểu thử. Rồi, cảm ơn nhà gái. Nói chung là thấy hợp lý đó. Nhà trai đi với ai? Dạ em đi với ba em. Đính chính là con mình chút, nó thì sống và làm việc ở thành phố, nhưng mà ra thì mình là ở dưới quê, ở Gò Vấp Công Đông á. Thì nếu mà cháu thì chào cháu nha. Dù sau này hai đứa mà có tiến tới mà hơi thân thuộc chút, nó thành thông gia thì cũng như mình con cháu có muốn về quê sống không? Hai thỉnh thoảng là cũng phải đi tới đi lui chứ. Ví dụ mình ở đâu quê chồng cũng quê mình, nhưng mà thương mà. Dạ nếu mà thỉnh thoảng đi về thăm quê thì vẫn được chú. Chú với thím ở nhà cũng lớn tuổi rồi thì con có chịu anh theo anh Kha gì để mình sống, mình nói tiếp cái truyền thống của gia đình mà không, cũng như mình sống cũng hai quê cũng có quý chứ có đâu con. Nếu mà áp đặt mà nếu coi Minh Kha ở trên thành phố không thì nói chung cũng hơi bên đàn trai cũng hơi cũng dạ chút. Nhưng mà giờ Linh hỏi nè, người ta đang làm công việc ở đây thì kêu về dưới có việc gì làm không? Mình nói là về sau này á Linh dạ. Cũng như sau này nếu mà hai cháu nó lớn tuổi rồi á thì cũng thỉnh thoảng hay là có dịp mình cũng về quê mình sống. Sống rồi trên nó dưới ở đâu cũng là quê mình mà. Nhưng mà làm ở dưới quê làm gì sống? Dạ thì cũng chăn nuôi trồng trọt. À trong nuôi dạ. Mình có vườn đúng không? Dạ có. Vườn gì trồng gì? Trồng cây ngắn ngày cũng có mà, dừa rồi này kia. À được. Trồng cái cây rồi á chị làm. Được bao nhiêu anh? Mẫu mấy anh? Nhiều lắm. Dạ chú ơi, nhưng mà là con nãy con nghe Kha nói là Kha muốn lập nghiệp ở Sài Gòn. Đúng rồi chị, nhưng mà có cái thì tùy theo quyết định của tụi cháu đó thôi. Nhưng mà mình cũng như mình cũng nhấn cho nó vì có gì cũng có nguồn cội mình. Theo Linh á là gì? Từ đây về dưới Gò Công Đông đi cũng tiến mấy gần biển. Nói chung là khu đó cũng rất là phát triển luôn. Tiền Giang quê chú mà chú biết mà ha. Rồi cảm ơn anh. Thật ra là đó là tương lai thôi. Bây giờ còn chần chờ gì nữa, cho mở đôi trẻ gặp rào. Nhau thôi. Đúng rồi. Mở rào. Quan trọng là hai đứa yêu nhau. Tới luôn đi Kha à. Chuyện của em đó. Trời ơi mình chủ động Kha dạ, dạ. Dạ, em có quà. À, anh cũng có một phần quà gửi cho mình. Mang cầu vậy đó. Rồi, Kha đứng gần bạn gái đi. Kha có thể ca hát hay gì đó, thể hiện tài năng của mình cho nhà gái biết coi. Đến với chương trình thì hát tặng một đoạn của bài Nàng Thơ ha. Em không là nàng thơ, anh cũng không còn là nhạc sĩ mộng mơ. Tình này nhẹ như gió, lại chiếu lên tim ta những vết hằn. Tiếng yêu này mong manh, giờ tan vỡ thôi cũng đành. Dạ em xin hết ạ. Mời nhà gái đáp lại. Dạ em cũng muốn gửi đến bạn một ca khúc, một đoạn nhỏ trong ca khúc Gác Âu Lo. Đạp ga hết những âu lo, lại cùng anh bước trên con đường. Ta sẽ không quay đầu để rồi phải tiếc nuối những chuyện cũ đã qua. Giữ trái tim luôn yên bình và quên hết những ưu phiền vẫn. Cuộc đời này được bao lần nói yêu. Nói chung là con người tập trung vào công việc đúng không? Dạ, có cuối tuần thì em cũng có đi với bạn bè thì khá là nhiều. À, dạ. Còn anh là cuối tuần có hay đi đâu không ạ? À, cuối tuần thì mình cài thêm, mình đi dạy thêm này kia. Nói chung thì rảnh thì mình cũng đi một số nơi ở quận 7, mình chơi như cổng ánh sao này kia, rồi lâu lâu mình vô phố đi bộ mình chơi này kia. Khoảng bao nhiêu lâu thì anh có thể nghĩ đến tiếp đó không nhỉ? À, nếu như bây giờ thì nếu tụi mình có duyên á thì trong năm nay cũng được. Hoặc là nếu em chưa sẵn sàng thì năm tới cũng được. Mà anh có chuẩn bị chưa? Có chuẩn bị. Ví dụ như là mình tiến tới được với nhau á thì anh có thể qua ở cùng với em được không? Tại vì hiện tại là em thì đang sinh sống với mẹ. Là em ở Sài Gòn luôn? Dạ đúng rồi. Tiến tới được với nhau thì anh không ngại vấn đề đó. Dù gì thì anh cũng làm ở đây. Thì như nãy ba anh nói thì nếu mà ngày lễ Tết thì cũng phải về thăm gia đình này kia. Bắt phải về quê sống. Này thì tại vì về quê thì cũng chưa chắc gì cũng kiếm được cái công việc nó phù hợp với ngành của em. Cái này anh nói thật. Nhiều cái cặp đến với nhau á không xác định kỹ, rồi khi mà mình tiến tới thì dẫn đến hai bên không hợp thì nó không hay cho lắm. Cho nên là một khi anh xác định đã tiến tới rồi thì sẽ rất là đàng hoàng, không có mà lộn xộn được. Có cái khó khăn gì thì cứ chia sẻ với nhau.
thì được thì mình sẽ giúp đỡ nhau. Mình vừa là giống như người bạn, mình vừa là người yêu, mình vừa là vợ chồng. Bây giờ là em trai bước tới nắm tay em gái, nhìn thẳng vào mắt em gái. Đó, rồi à, cảm xúc như thế nào? 30 giây nhìn thẳng vào mắt nhau, cảm nhận. Đó, Kha thấy nãy giờ nói chuyện với cô gái đối diện rung mình quá anh. Mình thấy cô đó làm sao? Em thấy là bạn nữ rất là thật thà. Nói chung là nhìn có cái tạo cho người gặp cái cảm giác là rất là tin tưởng. Ừ, mình nói mình tin vững lắm em. Dạ. Ừ rồi, mình nói với bạn gái đó. Còn em đánh giá anh như thế nào? Em thì thấy anh ổn trọng, cũng khá chín chắn, chuẩn thận. Ngoại hình thì sạch sẽ nè. Chắc là không hút thuốc đâu, đúng không? Chắc chắn. Ok. Chưa đụng tới nút hút thuốc nào, điếu thuốc nào hết. Mời hai bạn để tay vào nút bấm nào. Phải quyết liệt. Và khi bấm, chúng ta phải có trách nhiệm với quyết định của mình nha các bạn. Chuẩn bị. 1 2 3 Hết thời gian. Bấm một lúc luôn. Chúc mừng. Chúc mừng hai bạn. Chính thức ta đã hẹn hò với nhau. Đây là... từ lúc cấp 3 cho đến khi về hưu là mang cái năm sinh là 1954, nhưng mà thực tế là 1955, bởi vì cái khung mà ra xin cái bản sao giấy sinh ở xã đấy là chữ năm ấy nó lại bậc khác. Thế là cái ông ủy viên thường trực bảo anh là 54 nhưng không phải 55, bây giờ anh về anh chữa thì 54 thì tôi đóng dấu. Thế là cả cái tàu kia là màu xanh nhưng mà cái chữ năm cuối cùng là tính và đó là bắt ép mình. Thế là trước thì năm tư sẽ vào đến học cấp ba của nó là 10 năm, mẹ 10 năm. Thế đến đầu năm lớp 9 là tôi gọi bộ đội. Thế còn năm anh bạn cùng đi học cấp ba là tôi không gọi. Dạ. Thế vậy là cái là cái giấy tờ là 59 hay 55 ạ? 55 giấy tờ là 54 giấy tờ là 54 từ trước là 54 nhưng mà thực tế là 55 à rồi và bất mùi mang kim dạ rồi 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 thế sinh năm 55 này thế tôi học trường đại học Hải Phòng. Thế sau đó là vào làm giảng viên trường đại học giao thông thành phố Hồ Chí Minh từ năm 2003 cho đến 2014 thì về hưu. Thế thì có hai con trai, một con là sinh năm 84, một con nữa là sinh năm 89. Thế còn về cái chuyện riêng tư của tôi ấy, thì khi lúc 30 tuổi tôi lấy cô Nguyễn Thị Hằng này thì lúc đầu tôi nghĩ là lấy vợ là mơ lắm rồi, sợ ấy. Nhưng mà sau từ lúc lấy cho đến lúc mà gần lúc về hưu là tôi cảm mãi lúc về hưu tôi mới hiểu tại sao mình vợ nó lại đối xử như thế. Tức là nó gần như là nó lừa mình. Và trong phong thủy người ta nói là tôi năm 55 và cô là sinh năm 58, là cô là chó, tôi là dê. Do đó vợ nó khắc chồng, khắc chồng là mình nó luôn làm khó chồng, nó muốn chồng như là thằng bảo vệ trong gia đình, lấy chồng về nhưng mà muốn làm chồng, còn muốn chồng thì lại ghép vế với mình. Bao năm tôi sống tôi không nghĩ giải được, và gần một lúc cuối cùng thì gặp cái thầy phong thủy Nguyễn Ngọc Thạch ấy, thì là quyền của thầy Nguyễn mình là bị vợ khắc chồng. Thế mà thế sau đó thì về hưu rồi thì tôi sống ly thân đến khoảng 3-4 năm. Sau đó 20 tháng 1 năm 2021 năm ngoái tôi bắt đầu mới ly dị. Dạ, vậy là cũng bắt đầu ly dị mới đây thôi hả? Vâng, ly dị là khoảng hơn năm. Dạ rồi. Đấy, thế thì trong những cái năm đó thì tôi đã đi tìm vợ cho mình rồi, nhưng mà không khó lắm, không thể tìm được. Và nhưng mà trong những năm mà đi tìm vợ như vậy, đi tìm vợ như vậy thì là đã ly thân với cô vợ. Vâng, ly thân rồi. Vâng. À, bắt đầu ly thân rồi. Vâng, ly thân rồi, bắt đầu đi tìm khác. Vâng. Nhưng mà không thể tìm được. Và cuối cùng cách
đây khoảng hơn năm thì có cô dạy tiếng Anh, cô nói là chú tôi bảo là anh chàng có ai giới thiệu cho các cô bây giờ anh chú mới tham gia chương trình hẹn hò ấy, thằng Hiếu con máy nó thành công đấy. Thế là sau đó tôi xem đến 5-6 chương trình hẹn hò và tôi lưu trong USB của tôi và tôi rất nhiều nhất là cái cặp mà cô làm bác sĩ trong đặc công mà yêu anh kỹ sư ấy, cái tình yêu rất là đẹp trong sáng. Thế là tôi rất hy vọng ở chương trình này để tìm được một cái người vợ mà hợp với mình để coi như làm lại cuộc đời. Còn cái cuộc cả cái cuộc tình trước đây của mình là y trẻ chán trường. Là bây giờ là cô vợ với lại con cái chỗ là ở ngoài Bắc thì như thế nào ạ? Không, tất cả trong Sài Gòn hết. À, tất cả ở Sài Gòn. Thì vợ ra thì nó ở với mẹ nó. Thế còn con trai thứ hai thì lấy vợ rồi, có con cháu trai 6 tuổi thì ở riêng. Cái tôi thì ở một căn nhà riêng, cái tài sản chia hết rồi. À, đã chia tài sản luôn rồi, chú có nhà riêng đúng không? Vâng, nhà riêng ở 94 trên 4 phố Anh, phường Hải Long, Bình Thạnh. Nhưng mà rồi là trong những cái năm tháng mà chú sống cùng vợ như vậy thì là chú có chịu đựng thôi hả? Chú chịu đựng thôi, ví dụ như cô có cái sai, cô có sai thì tôi có cái đặc tính là hơi nó tính hơi dở này, không như nhiều người khác nói là dở thế là hơi nhu nhược vào tay của chúng tôi. Tôi là gặp một cái tình huống nào cô ấy xấu và cô sai ấy, thì là ấy luôn đúng rồi. Thế nhưng mà đấy tôi dở cái đấy biết nói là tôi nó gọi là tính nhu nhược đấy. Chú có chịu được năm sống như thế dạ. Ví dụ như cô có sai tôi đã không nói nặng, tôi bảo tôi không thèm nói nữa, không thèm đụng tay đụng chân đến không thèm nói là cái mỏ đó để cô suy nghĩ cô lúc nào lại học làm chứ cái này thì cô suy nghĩ làm sao với cô không phạm, nhưng mà cứ là sao lại một cái cái khác nó cứ chồng chất thành thế là đến lúc phải yêu của tôi là tôi rồi. Chứ còn một tình tiết nữa, khi ở Hải Phòng vào đây 2003 thì 2005 thì xây nhà tôi đang ở đấy. Thì xây được khoảng 3 năm cô mới đưa cháu trai cô ở ngoài Bắc vào. Thế là tôi mới thằng cháu trai ấy xung đột. Thế là tôi bỏ, bây giờ bỏ nó ra ngoài thì tôi lại không thì tôi ra ngoài. Thế là bắt đầu cô ấy khóc xong cô ấy viết đơn đi chị. Hai ba lần lúc đó thằng lớn mới học lớp 9, thằng thứ hai mới học lớp 6. Thế không ký đơn gì đấy, nhưng mà cho đến lúc về hưu rồi thì tôi là người chính thức đơn đơn gì của trời ơi. Mà sao cứ chịu đựng chi mà nói về hưu rồi mình đã về hưu rồi, bao nhiêu người ngoài nhìn bên ngoài cứ tưởng là tươi đẹp lắm. Nhưng mà tôi bảo là cho 100 trang những cái trang của đất và mỗi nhà mỗi cây mỗi quán mỗi nhà mỗi cảnh thì ông phải như thế thì ông biết được bao nhiêu người bảo thân thân đẹp thế tại sao bây giờ bảo nó là như thế đấy. Tôi chỉ bảo là không chịu được đến bây giờ là thôi phục đấy, và bây giờ tôi rất hy vọng đấy. Nhưng mà là có phải là vì là trong cái quá trình đó chú còn đang đi làm này kia cho nên là chú phải cố gắng để mà chú giữ cái hình tượng đó đúng rồi đúng không? Tôi là đảng viên khoa máy, cô thì kế toán trưởng, trưởng phòng tài vụ to lắm, thật có thêm cái áo là cái đẹp đảng viên nữa. Thế nhưng mà đấy cô, phải vì sự nghiệp cho nên là phải nhận lại cái chuyện tình cảm của mình mặc dù nó không có đẹp. Vâng đúng rồi, tôi cứ phải giữ để công việc thứ hơn đồ chạy. Thế nhưng mà đấy, cái tôi của cái người con gái này cực kỳ lớn. Tôi được biết là ví dụ như bà Thác Chơ với Thủ tướng Anh bà đầm thép. Nhưng mà khi bà về đến nhà của thì lập tức cái đầm thép nó mất hết, thành một người vợ rất là hiền dịu anh em cứ đấy. Nhưng mà chúng có nghĩ lại là tại vì mình có những cái gì mà đối với vợ mà để cho vợ phải đối xử mình như vậy, em chưa có nhận được bản thân mình không có gì cả. Bây giờ suy nghĩ lại từ lúc mà tôi lên Phúc Yên lần đầu để yêu cô còn nói là cũng rồi lên đây 6 giờ vào chuyến tàu, nhưng mà tôi nói cô với mặt với những người bạn khác là cho ăn tàu phộng cháy với cơm rồi là 2 giờ ta bắt về tàu là
hai giờ có chuyến tàu cuối cùng, thế là về người thân ra là 6 giờ. Ngay từ lúc yêu lần đầu, bây giờ tôi nghĩ lại cả quá trình như thế là tôi như một người bị lái đò để đưa cô sang sông để đưa tôi đi du quan. Bây giờ là coi như là 1 năm rồi, thì là khi mà chú đã quyết định ly hôn mà cổ cũng rất là vui vẻ bình thường này kia các thứ đúng không? Không nói chuyện nhau gì cả. Không. Lúc ra tòa không nói chuyện gì hết. Dạ rồi. Tòa ngoài con thì không có cái gì mà nói. Rồi. Và tôi không cãi nhau với cô trước tòa không. Dạ rồi. Ok. Thì đó, ở đây là chú chia sẻ hết với tụi con như vậy để thứ nhất là tụi con cũng sẽ hiểu cái hoàn cảnh của chú như thế nào. Nha. Nhưng mà tại vì cái này nó cũng hơi tế vậy, nó liên quan tới một người thứ ba mà người ta cũng không có mặt ở đây. Nên khi mình lên sân khấu thì mình chỉ cần nói là suốt bao nhiêu năm qua mình lấy vợ là mình hy sinh tất cả, kể cả là cái một chuyện là vợ chồng thì ai cũng có những cái chuyện mà cãi nhau nhịn nhục này kia các thứ. Đó thì là cũng cố nhịn, nhưng mà nhịn tới mức là tới khi mà chú phải bùng nổ lên rồi, chú không có thể chấp nhận được này kia các thứ, thì chú quyết định chú ly hôn khi mà chú về hôn rồi. Còn cái chuyện vợ chồng thì đương nhiên cặp nào cũng có cái sự cãi nhau rồi này kia các thứ hết, cho nên là thứ nhất là không có có mặt vợ chú ở đó, cho nên mình cũng sẽ không có nói nhiều quá về cái việc cô này của ở nhà của thế này của thế kia. Rồi mình kiểu như là mình nói những cái mà không tốt về cô này thì mình chỉ cần nói đơn giản thôi. Suốt bao năm cuộc sống vợ chồng bao nhiêu năm là chú cố gắng chú nhịn nhục thế này thế kia, tại vì hai người là khác tuổi không có hợp được với nhau, nhưng mà vì sự nghiệp vì con cái này kia các thứ, cho nên là chú luôn luôn chú xuống nước để chú muốn giữ được những cái gia đình hoặc công việc sự nghiệp. Nhưng mà tới lúc mà khi mà chú đã về hưu rồi thì chú cảm thấy là chú cần có một cái cuộc sống riêng của mình, bị xúc phạm à. Về hưu cảm thấy bị lừa, bị xúc phạm. Đó, nói chung là chú sẽ dùng những cái từ ngữ ra nó hơi nhẹ nhàng dùm con một xíu, để thứ nhất là mình không có bị chỉ trích về cái cô vợ cũ của mình quá nhiều khi. Ý chị nói lúc lên sân khấu. Đúng rồi. Vâng, lên sân khấu tôi chỉ nói là nói chung là cái tính của tôi nhưng mà không hợp với tôi, không hợp với gia đình tôi, thế thôi. Đó, nói chung là khác tuổi không hợp rồi này kia các thứ gì ha chú ba. Tại vì thật ra là nói về những cái mà người thứ ba không có mặt ở đó thì mình cũng không nên. Rồi. Rồi bây giờ chú chia sẻ một xíu đi là về bản thân chú có những cái gọi là những cái ưu điểm, điểm mạnh, điểm yếu của mình á như thế nào ha? Cái ưu điểm của cũng là thẳng tính này. Cái thứ hai là thích nghi với mọi hoàn cảnh trong cuộc sống. Và nếu có vợ con thì yêu vợ con hết lòng luôn. Lúc trước đây vợ kia là tôi yêu hết lòng đấy. Nhưng mà cuối cùng là mình cảm thấy bị lừa. Và cái tuổi tôi là khi là có vợ là yêu vợ con hết lòng luôn. Thế đấy là cái ưu điểm. Thế còn cái ưu điểm thì như bạn anh nói là hơi nói ít nói, ít nói quá và sống theo như kiểu như là nội tâm. Và thế nên nó có dẻo như thế. Rất nhiều người nói một đời đâu, nhưng mà nói tôi quá muộn rồi. Đấy, như thằng bạn nói cái lúc mà cưới nhau được khoảng 1-2 năm ông phải nhân dịp một cái gọi là cái vợ thì thỏa bơ vơ với đấy, nhân dịp cái sai sót nào đấy là ông cần thiết là động tay luôn đấy. Nhưng thằng cái chú sinh viên mà ngày xưa chú ở nhà tôi, chú làm đẻ tốt nghiệp ấy, chú bảo là em vừa em mới nghĩ anh chị là ly thì luôn là em không có lạ đấy, em ở nhà anh chị gần 3 năm em hiểu được. Nó là sinh viên mà nó rất tương tận này. Trong đây là con thấy là chú là thích cái gì đây? Nhạc dân tàu. Và là nhạc cổ. Là sao chú? Làm sáo trúc rồi đàn bầu. Là chú có thể chơi được luôn. Vâng. À. Đàn bầu. Chơi được sáo trúc rồi đàn bầu. Và giữ các đàn sáo luôn. Ở nhà có cây sáo sẵn không? Có đàn bầu sẵn không chú? Có luôn. Có đàn bầu mua ở Hà Nội 2.6 triệu. 2.6 triệu.